tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã lần đầu tiên cùng tham gia chiến dịch vận động tranh cử kể từ khi bà Harris trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Cuộc vận động được tiến hành tại bang chiến địa Pennsylvania với thông điệp mạnh mẽ gửi đến tầng lớp người lao động. Cụ thể, bà Harris và ông Biden đã gặp các thành viên công đoàn tại thành phố Pittsburgh của bang Pennsylvania trước khi cùng đứng phát biểu trước khoảng 600 người ủng hộ. Trong bài phát biểu, ông Biden bày tỏ ủng hộ bà Harris và kêu gọi các cử tri bang Pennsylvania bỏ phiếu cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Về phần mình, bà Harris ca ngợi ông Biden là một trong những vị tổng thống đem lại sự thay đổi lớn nhất cho nước Mỹ. Liên quan đến thương vụ tập đoàn Nippon Steel của Nhật Bản mua lại công ty US Steel của Mỹ, bà Harris tuyên bố không ủng hộ thương vụ này. Ngoài ra, bà Harris cũng cam kết xây dựng nền kinh tế có lợi cho tầng lớp lao động. Việc bà Harris xuất hiện chung với Tổng thống Biden tại bang Pennsylvania đã khởi động cho chặng đua nước rút khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Pennsylvania là một trong số ít bang sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Theo cuộc thăm dò được Reuters Ipsos thực hiện trong 3 ngày, từ ngày 23 đến 25 tháng 8, bằng hình thức bỏ phiếu trực tuyến và đã nhận được phản hồi của gần 1.000 người trưởng thành trên khắp nước Mỹ. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy, ông Donald Trump đang nhận được 43% sự đồng tình của những cử tri tham gia thăm dò bầu cử Mỹ, nhiều hơn 3% so với bà Kamala Harris về việc giải quyết các vấn đề kinh tế. Điều này có thể do những cam kết của ông Donald Trump về việc thay đổi chính sách để cải thiện cuộc sống của người dân và việc chỉ trích cách quản lý nền kinh tế của Tổng thống Joe Biden khi liên tục để lạm phát gia tăng trong những năm gần đây. Cuộc thăm dò cũng chỉ ra các vấn đề mà người Mỹ quan tâm nhất, trong đó dẫn đầu là kinh tế với 26%. Theo sau là chủ nghĩa cực đoan với 22% và nhập cư là 13%. Bên cạnh kinh tế, ông Trump đang có lợi thế trong vấn đề nhập cư với tỷ lệ ủng hộ lên đến 47%, trong khi bà Harris chỉ có 37%. Với việc nắm giữ ưu thế hai trong ba vấn đề được quan tâm nhất khiến ông Donald Trump vẫn còn cơ hội để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 sắp tới, mặc dù phần lớn phiếu bầu đang nghiêng về bà Kamala Harris. Ngoài ra, cả ông Donald Trump và bà Kamala Harris đều nhận được sự đồng thuận của 40% cử tri được hỏi về việc giải quyết cũng như giảm số lượng tội phạm ở Mỹ. Còn theo kết quả thăm dò bầu cử Mỹ được tiến hành từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8, với 929 cử tri Mỹ đã đăng ký của khoa truyền thông chính trị, Đại học Florida Atlantic, FAU, Phòng nghiên cứu ý kiến công chúng và Main Street Research, USA, công bố ngày 27 tháng 8, cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 4%, với tỷ lệ 47% so với 43%, biên độ sai số là 3,2%. Cuộc thăm dò cho thấy, trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu, bà Harris, người thay Tổng thống Joe Biden, tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, dẫn trước với 49% so với 45% của ông Trump. Cuộc khảo sát quốc gia được thực hiện chỉ vài ngày sau Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Chicago, có 53% phụ nữ và 45% nam giới ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Theo cuộc thăm dò, cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa nhận được 47% sự ủng hộ từ nam giới và 41% từ phụ nữ. Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn đầu rộng hơn với cử tri gốc Tây Ban Nha là 51%, cử tri da màu 73% và cử tri da trắng có bằng đại học 57%. Cuộc khảo sát cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump duy trì được sự ủng hộ đáng kể của các cử tri da trắng không có bằng đại học với 59% cử tri ủng hộ ông. Cuộc thăm dò tương tự trước đó cho thấy khoảng cách nhỏ hơn đáng kể giữa hai ứng cử viên tổng thống. Bà Harris giành được 45% so với 43% cử tri độc lập của ông Trump. Cựu nghị sĩ Đảng Dân Chủ Tulsi Gabbard ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Bà mô tả ông Trump là ứng cử viên duy nhất có thể đưa nước Mỹ thoát khỏi bờ vực chiến tranh hạt nhân. Sau khi ông Robert Francis Kennedy Jr., người từng rời bỏ Đảng Dân Chủ để ra tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, cuối tuần trước tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay và ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump, sự chuyển phe của bà Gabbard đã thu hút đông đảo sự chú ý. Ông Trump đã mời bà Gabbard lên sân khấu phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Vệ binh Quốc gia tại Detroit, bang Michigan hôm 26 tháng 8. Giới thiệu cựu hạ nghị sĩ đại diện cho bang Hawaii này là một người Mỹ thực sự yêu nước với ý thức chung và tinh thần tuyệt vời. Bà Gabbard, người từng là thành viên lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ 17 năm và tham gia hai sứ mệnh chiến đấu ở Trung Đông, đã ca ngợi chính sách đối ngoại theo chủ nghĩa tách biệt của cựu Tổng thống Donald Trump. Bà Gabbard nhấn mạnh, chúng ta đã thấy điều này trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump, khi ông ấy không bắt đầu bất kỳ cuộc xung đột mới nào mà còn hành động để giảm gia tăng căng thẳng và ngăn chặn chiến tranh. Đồng thời, bà đánh giá ông Trump có lòng can đảm để gặp gỡ các đối thủ, nhà độc tài, đồng minh và đối tác như nhau trong quá trình theo đuổi hòa bình. Nữ chính khách này cho rằng,
Phó Tổng thống Kamala Harris, đối thủ của ông Donald Trump, không thể làm được điều đó. Bà Gabbard cáo buộc chính quyền Mỹ hiện tại đang khiến đất nước đối mặt với nhiều cuộc xung đột trên nhiều mặt trận, ở nhiều khu vực trên khắp thế giới và tiến gần bờ vực chiến tranh hạt nhân hơn bao giờ hết. Bà Gabbard tuyên bố tại sự kiện tại Detroit, đây là một trong những lý do chính khiến tôi cam kết làm mọi cách để có thể đưa cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, bởi vì tôi tin tưởng rằng nhiệm vụ đầu tiên của ông ấy sẽ là đưa chúng ta thoát khỏi bờ vực chiến tranh. Theo đài RT, bà Gabbard rời khỏi Đảng Dân Chủ vào năm 2022 với lý do đảng này đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của một nhóm tinh hoa hiếu chiến và những nhà tư tưởng công lý xã hội. Cách đây 3 năm, nữ chính khách này được cho là đã kết thúc chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020 của bà Harris chỉ bằng một bàn tranh luận duy nhất. Cụ thể, trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ năm 2019, bà Gabbard đã chỉ trích thành tích của bà Harris trên cương vị Tổng trưởng lý bang California vì đã bỏ tù hàng nghìn tội phạm ma túy rồi cười nhạo về điều đó, sử dụng lao động trong các trại giam và ngăn chặn bằng chứng có thể giải thoát những người vô tội đang chờ án tử hình. Bà Gabbard, người từng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ giai đoạn 2013-2016, từ lâu cũng phản đối sự can dự và tài trợ của Mỹ vào các cuộc xung đột ở nước ngoài. Khi còn làm việc trong Quốc hội từ năm 2013 đến năm 2021, bà Gabbard ủng hộ việc đối thoại với các siêu cường đối thủ của Mỹ cùng chính sách cứng rắn về chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo. Giống như ông Donald Trump, bà Gabbard cũng từng phải đối mặt với những cáo buộc thông đồng với Nga. Bà Gabbard hiện là cựu thành viên cấp cao thứ hai của Đảng Dân Chủ, công khai ủng hộ ông Donald Trump tái tranh cử trong những ngày gần đây, sau ông Kennedy Jr. Cả hai đều trích dẫn công việc của Tổng thống Joe Biden tài trợ cho quân đội Ukraine cũng như vũ khí hóa hệ thống tư pháp và các cơ quan tình báo nhằm chống lại ông Donald Trump là những yếu tố chính đằng sau quyết định của mình. Theo nhiều nhà quan sát, các phát ngôn mang tính công kích cá nhân đã trở thành thương hiệu của ông Trump xuyên suốt 3 kỳ tranh cử Tổng thống. Tuy nhiên, những màn công kích ấy đã mất dần hiệu quả sau khi Đảng Dân Chủ thay người, buộc ông Trump phải thay đổi chiến thuật đối đầu với bà Harris. Trong tuần tới, lịch trình tranh cử của ông Trump kín đặc với các sự kiện vận động tại Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, các bang xanh quan trọng, nắm giữ chìa khóa của kỳ bầu cử tháng 11. Theo CNN, đây được xem là nỗ lực lật ngược tình thế của Đảng Cộng Hòa khi cuộc đua đã sắp cán đích và bà Kamala Harris vẫn đang ở kèo trên trong hầu hết mọi bảng xếp hạng. Nhiều nhà quan sát nhận định vị thế và sức ảnh hưởng liên tục tăng cao của bà Harris sau sự kiện này đang đe dọa khả năng trở lại Nhà Trắng của ông Trump. Tất nhiên, cựu Tổng thống cần phải tăng cường hiện diện trước công chúng nhằm giành lại sự chú ý. Song câu hỏi lớn hơn được đặt ra là liệu ông Trump có thay đổi cách tiếp cận cử tri để phù hợp với thời cuộc hay không? Đội ngũ vận động tranh cử và những người ủng hộ trung thành của ông Trump đang cố gắng thuyết phục ông theo đuổi một đường lối tranh cử nghiêm túc hơn trong thời gian tới. Cuối tuần trước, trên chương trình State of the Union của đài CNN, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng thông điệp của Đảng Dân Chủ về sự lạc quan và niềm hy vọng được đưa ra trong Đại hội Toàn quốc vừa qua đã mở ra một cơ hội thay đổi cho ông Trump. Ông Graham nói với người dẫn chương trình Jake Tapper của CNN, Đảng Dân Chủ nói về hy vọng và sự lạc quan, nhưng họ không biết rằng những điều này không tồn tại trong thế giới thực. Thế giới đang đối mặt với tình thế khó khăn. Hóa đơn sinh hoạt và chi phí nhà ở của các bạn sẽ tiếp tục gia tăng cho đến khi một nhà lãnh đạo có cái nhìn thực tế hơn lên thay thế. Bình luận của ông Graham được xem là một phép so sánh ngầm giữa hai chương trình nghị sự của lưỡng đảng, đồng thời làm điểm mạnh trong cách tiếp cận theo kiểu thực tế của cựu Tổng thống. Cách tiếp cận này đã giúp ông Trump đắc cử vào năm 2016 thông qua việc khai thác sự phẫn nộ của cử tri đối với giới tinh hoa chính trị, truyền thông đại chúng cũng như các vấn đề nóng hổi tồn đọng bên trong nước Mỹ. Theo nhiều nhà phân tích, những tuyên bố gây tranh cãi của ông Trump thường có hiệu quả bởi chúng mang đến cảm giác chân thật và không nặng yếu tố chính trị như các ứng viên tranh cử theo đường lối truyền thống khác. Tuy nhiên, trước đối thủ mới đến từ Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris, chiến thuật của ông Trump dường như đã mất hiệu quả và nhiều người cho rằng ông chỉ nói lan man và không có trọng tâm. Các chuyên gia phụ trách chiến dịch của ông Trump chỉ ra rằng chiến lược tranh cử của bà Harris rất rõ ràng, một nữ ứng viên da màu đấu tranh cho những vấn đề mà cử tri quan tâm nhất, bao gồm giá cả thực phẩm tăng cao và tình hình căng thẳng ở biên giới phía Nam. Trong khi đó, chương trình nghị sự của ông chủ cũ Nhà Trắng cũng có nhiều điểm sáng, nhưng chúng đã bị lu mờ bởi những phát ngôn gây tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội, phần lớn là để công kích cá nhân.
Tuy nhiên, cựu Tổng thống Donald Trump có vẻ không bị thuyết phục bởi những yêu cầu thay đổi chiến thuật tranh cử từ các cố vấn. Tại một cuộc họp báo hôm 15 tháng 8 vừa qua, khi được hỏi về những lời chỉ trích từ một số đảng viên Cộng hòa rằng ông cần phải kỷ luật hơn và ngừng công kích cá nhân vào đối thủ của mình, ông Trump đã nói: "Về những cuộc công kích cá nhân, tôi rất tức giận với bà ấy vì những gì bà ấy đã làm với đất nước. Tôi nghĩ rằng mình có quyền công kích cá nhân." Trước truyền thông, ông chủ cũ Nhà Trắng cho biết sẽ điều hành chiến dịch tranh cử theo cách của mình. Theo đó, nhấn mạnh những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ tổng thống của mình trên nền tảng so sánh với chính quyền đương nhiệm. Ông Trump nhiều lần cho rằng cuộc chiến tại Ukraine đã không có cơ hội diễn ra nếu ông còn là tổng thống Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc chiến chỉ trong vòng 24 giờ sau khi ông tái nhiệm. Tại đêm tranh luận với đối thủ Joe Biden, ông Trump tuyên bố nước Mỹ đã có nền kinh tế lớn mạnh nhất thế giới trong 4 năm ông nắm quyền. Song đài CNN đã đưa ra những số liệu cụ thể cho thấy tuyên bố của cựu tổng thống chỉ là những tuyên bố suông do lạm phát tăng cao vì đại dịch COVID-19. Chúng ta sẽ không quay lại thời Trump. Đó là tuyên bố được bà Harris đưa ra trong bài phát biểu kéo dài 37 phút tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ vừa qua. Bài phát biểu ngắn gọn nhất lịch sử các kỳ đại hội tập trung làm rõ các ưu tiên và kế hoạch nếu bà Harris trở thành Tổng thống Mỹ, khắc họa sự tương phản với ông Trump. Chuyên gia phân tích chính trị Stephen Collison của đài CNN nhận định, chiến thuật hướng đến tương lai của bà Harris là một nỗ lực nhằm nối dài tuần trăng mật chính trị. Điều này sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều khi Phó Tổng thống đặt mình với thế phải tự ứng biến trong cuộc tranh luận với ông Trump vào đầu tháng 9 tới. Tờ The Hill dẫn số liệu từ cuộc khảo sát được Đại học Fairleigh Dickinson công bố tuần trước cho thấy, ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris nhận được 50% sự ủng hộ từ những người tham gia cuộc khảo sát trên toàn quốc. Trong khi đó, đối thủ của bà là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ nhận được 43%. Những con số thống kê đang cho thấy chiến thuật của bà Harris phát huy hiệu quả hơn so với đối thủ Trump. Kết quả của cuộc bầu cử thường được quyết định trong những tháng cuối, và đây cũng là quãng thời gian ngắn ngủi để ông Trump kịp thay đổi sự lựa chọn của mình. Ngày 25 tháng 8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ để ngỏ khả năng tham dự cuộc tranh luận trực tiếp với đối thủ, Phó Tổng thống Kamala Harris vào ngày 10 tháng 9 tới đây. Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và Donald Trump của Đảng Cộng Hòa dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 9 do hãng tin ABC News tổ chức. Tuy nhiên, ông Donald Trump ngày 25 tháng 8 đã nghi ngờ hãng tin này sẽ thiên vị đối thủ của mình và để ngỏ khả năng tham dự cuộc tranh luận này. Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra sau khi ông xem một cuộc phỏng vấn của hãng tin này với Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton và gọi ABC News là hãng tin giả. Theo ông Donald Trump, ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton từng được thông báo trước các câu hỏi trong chiến dịch bầu cử sơ bộ năm 2016 và điều này cũng có thể diễn ra tương tự với bà Harris. Ông Trump cũng đặt ra câu hỏi vì sao bà Harris lại nhận lời đề nghị tham dự tranh luận của ABC News mà lại từ chối đề nghị của các hãng tin khác như Fox News, NBC, CBS và CNN. Cựu Tổng thống Donald Trump từng đồng ý tranh luận với Tổng thống Joe Biden trên kênh truyền hình ABC News vào ngày 10 tháng 9. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui và bà Harris trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, ông Trump đã khiến nhiều người hoài nghi về khả năng tham dự cuộc tranh luận này. Ông Trump cũng đã đề nghị tranh luận trên các nền tảng khác bao gồm Fox News và NBC News trong tháng 9, nhưng chiến dịch của bà Harris chỉ đồng ý tham dự cuộc tranh luận với ABC News trước khi thảo luận một cuộc tranh luận thứ hai. Cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 sẽ được tổ chức ở thành phố Philadelphia dưới sự điều khiển của hai người dẫn chương trình David Muir và Lindsay David. Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực thích ứng với những thay đổi mới trên chính trường Mỹ trong bối cảnh ngày bầu cử chưa đầy 4 tháng nữa sẽ diễn ra. Kênh CNN dẫn tiết lộ từ một cố vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết lịch trình sắp tới của cựu Tổng thống Mỹ sẽ điều chỉnh với trước đây. Dự kiến từ giờ cho đến ngày 5 tháng 11, ông Trump sẽ tổ chức một số buổi vận động tranh cử vào mỗi tuần, nếu không muốn nói là hàng ngày. Lịch trình của cựu Tổng thống 78 tuổi trong tuần này là minh chứng rõ ràng nhất. Sau khi tham dự và phát biểu tại một hội nghị của Hiệp hội Vệ binh Quốc gia tại thành phố Detroit, bang Michigan trong ngày 26 tháng 8, cựu Tổng thống Mỹ tiếp tục có bài phát biểu về kinh tế ở tiểu bang này trong ngày 29 tháng 8 và tham gia một cuộc họp mở ở bang Wisconsin vào tối cùng ngày. Ngay sau đó, tức 30 tháng 8, ông Trump sẽ tổ chức một buổi vận động tại bang Pennsylvania rồi bay thẳng đến thủ đô Washington DC để phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Joyful Warriors của tổ chức bảo thủ Mom and Liberty. Sự tăng tốc trên diễn ra khi cựu Tổng thống 78 tuổi đồng thời chuẩn bị trong cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 tới với Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông Trump được cho là đang âm thầm thảo luận chính sách với các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa.
các chuyên gia chính sách cùng các đồng minh khác nhằm nghiên cứu đối thủ và điều chỉnh thông điệp tranh cử trong bối cảnh mới. Thậm chí một số nguồn tin tiết lộ cựu nghị sĩ Đảng Dân Chủ Tulsi Gabbard đã hỗ trợ ông Trump ở hội trường, là một trong những người từng tranh luận trực tiếp với bà Harris tại vòng bầu cử tổng thống sơ bộ của Đảng Dân Chủ năm 2020. Bà Gabbard được tin tưởng có thể nắm được điểm yếu trong phong cách tranh luận của Phó Tổng thống Mỹ. Tăng tốc cho chặng nước rút. Theo tiết lộ của một số cố vấn cấp cao, chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện xem giai đoạn sau đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ là cuộc chạy nước rút toàn diện đến tháng 11. Đội ngũ của cựu Tổng thống Mỹ gần đây đã tăng cường hoạt động chính trị của mình bằng cách bổ sung thêm các cố vấn mới, trong đó có Corey Lewandowski, người quản lý chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump. Trước mắt, ông Trump sẽ tập trung vào các bang chiến địa như Bắc Carolina hay Pennsylvania, những nơi việc bỏ phiếu sớm và qua thư được tiến hành sớm nhất, cũng như các bang vốn ngả hẳn về một phía như Minnesota hay Florida. Chiến dịch của cựu Tổng thống Mỹ còn có kế hoạch tăng cường các nhóm vận động quần chúng tại các tiểu bang này, cũng như triển khai các đại diện để tổ chức các sự kiện vận động bỏ phiếu. Giống như những gì đã làm trong tuần qua, cựu Tổng thống Trump dự kiến tổ chức các sự kiện nhỏ bên cạnh những buổi meeting lớn. Chúng sẽ tập trung làm rõ một số điểm trong các chính sách của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Không giống các buổi tuần hành kéo dài cả ngày, những sự kiện này sẽ diễn ra ở những địa điểm riêng tư hơn và ít người tham dự hơn, điều mà nhiều đồng minh của ông Trump hy vọng giúp các chính sách của cựu Tổng thống Mỹ trở nên tường tận hơn. Cơn đau đầu cố hữu. Tuy nhiên, các nỗ lực trên không phải không có hạn chế. Những người hiểu rõ nhất về cựu Tổng thống Mỹ từ lâu thừa nhận khuynh hướng bất tuân kịch bản và tính khí thất thường của ông Trump khá khó thay đổi. Một đồng minh của ông Trump chia sẻ với hãng tin CNN, ông ấy đã 78 tuổi và chưa bao giờ là người dễ bị kiểm soát. Phản ứng tiền hậu bất nhất của cựu Tổng thống Trump trước những thay đổi từ đối thủ cũng làm khó các sách lược từ đội ngũ của ông cho tình hình mới. Nhiều đồng minh đã cảnh báo ông Trump nên tập trung vào việc phổ biến chính sách hơn công kích cá nhân, đồng thời thúc giục ông xuất hiện trước cử tri thường xuyên hơn, ngay cả việc chọn điểm tổ chức vận động như nên hay không nên đến các bang cực đỏ Montana hoặc cực xanh như New Jersey và bỏ qua các tiểu bang chiến địa trong nhiều ngày cũng khiến phe Cộng Hòa phải đau đầu. Dù vậy, các sự kiện tuần này đánh dấu một trong những giai đoạn hoạt động tích cực nhất trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng lần thứ 3 của cựu Tổng thống Trump. Kể từ khi được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng viên Tổng thống hồi tháng 3, ông Trump duy trì lịch trình vận động tranh cử khá nhẹ nhàng, khi chỉ tổ chức một hoặc hai buổi meeting mỗi tuần và ít khi xuất hiện trước công chúng. Lịch trình như trên dường như không có vấn đề gì khi đối thủ của cựu Tổng thống Mỹ là một Tổng thống Joe Biden đã 81 tuổi và không còn đủ sức thu hút cử tri. Nhưng trước các đối thủ mới là Phó Tổng thống Kamala Harris và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, những người sẵn sàng đi tìm các bang chiến địa và có khả năng tập hợp đông đảo quần chúng, thay đổi là điều vô cùng cần thiết. Giới quan sát đang tỏ ra hoài nghi việc ông Robert Frank Kennedy Jr., cháu trai cố Tổng thống Mỹ John Frank Kennedy, dừng tranh cử và ủng hộ ông Donald Trump sẽ mang lại lợi thế lớn cho cựu lãnh đạo Nhà Trắng trước đối thủ Kamala Harris. Chiến dịch tranh cử của ứng viên độc lập Kennedy Jr. đã kết thúc, nhưng câu hỏi theo ông từ khi bắt đầu nỗ lực chạy đua vào Nhà Trắng vẫn còn đó. Liệu sự ủng hộ dành cho ông chủ yếu đến từ những người từng muốn bỏ phiếu cho gương mặt đại diện cho Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ? Đáng chú ý, số lượng người ủng hộ cháu trai cố Tổng thống John Frank Kennedy ngày càng giảm bớt. Trung bình, các cuộc khảo sát dư luận trên trang Real Clear Politics cho thấy ông Kennedy hiện chỉ đạt tỷ lệ ủng hộ 5%, sụt mạnh so với mức hai con số của vài tháng trước đây. Tuy nhiên, theo hãng tin BBC, trong cuộc bầu cử tổng thống đầy gay cấn, những người ủng hộ ông Kennedy Jr. có thể xoay chuyển chiến thắng đối với hai ứng viên còn lại vào ngày tổng tuyển cử mùng 5 tháng 11. Các chuyên gia đánh giá, phần lớn sự sụt giảm tín nhiệm của ông Kennedy là do sự phấn khích trong Đảng Dân Chủ đối với ứng viên tổng thống mới của họ, Phó Tổng thống Kamala Harris. Khi Tổng thống Joe Biden đấu với ông Trump, mọi người muốn tìm kiếm sự lựa chọn thứ ba hấp dẫn hơn. Song khi ông Biden dừng tranh cử và bà Harris thay ông giành được sự đề cử của Đảng Dân Chủ, thì điều đó đã thay đổi. Các cuộc thăm dò ý kiến về các ứng cử viên độc lập hoặc thuộc đảng thứ ba, bao gồm cả Jill Stein của Đảng Xanh và nhà hoạt động cánh tả Cornel West, đã không thể đưa ra kết luận về nguồn gốc sự ủng hộ dành cho ông Kennedy. Trong một số trường hợp, chúng cho thấy sự hiện diện của chính khách này trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng có lợi cho phe Cộng Hòa. Trong những trường hợp khác, lại có lợi cho Đảng Dân Chủ. Ở hầu hết các cuộc thăm dò như vậy, sự cách biệt ủng hộ cũng rất mong manh. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát tin rằng một phần đáng kể sự ủng hộ có khuynh hướng tự do dành cho ông Kennedy có thể đã quay trở lại Đảng Dân Chủ nhờ sự trỗi dậy của bà Harris. Theo chuyên gia Matthew, việc ông Kennedy từ bỏ tranh cử đồng nghĩa ông Trump sẽ có thêm chút lợi thế, nhưng không nhiều lắm. Đồng quan điểm, Nick Bocham, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Northeastern của Mỹ nhận định,
Sự ủng hộ của ông Kennedy sẽ giúp cựu tổng thống có thêm lợi thế, nhưng không có khả năng tạo ra sự khác biệt to lớn. Ông Bocham chỉ ra rằng, theo các mô hình tính toán từ trang tổng hợp khảo sát dư luận năm 38, sự hậu thuẫn của ông Kennedy có thể giúp ông Trump tăng 0,2% ủng hộ so với đối thủ, vì chính khách này từng hút bớt khoảng 1,3% ủng hộ từ bà Harris và 1,5% ủng hộ của ông Trump. Trong một nỗ lực nhằm giúp cựu tổng thống, ông Kennedy hôm 23 tháng 8 thông báo sẽ chỉ xóa tên mình khỏi lá phiếu ở các bang chiến địa mà ông tin sự hiện diện của mình sẽ gây tổn hại đến chiến dịch tranh cử của ông Trump. Mặc dù là thành viên trong gia tộc nổi tiếng có truyền thống chính trị và trung thành với Đảng Dân Chủ, nhưng ông Kennedy lại dành phần lớn bài phát biểu rút lui để chỉ trích đảng này. Trong phần lớn chiến dịch vận động tranh cử của mình, ông cũng bày tỏ thái độ đối đầu với các lãnh đạo Đảng Dân Chủ. Tác giả cuốn Các đảng thứ ba, người ngoài cuộc và kẻ phản bội, những thách thức hiện đại đối với hệ thống hai đảng trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ bình luận. Một số cử tri ủng hộ ông Kennedy sẽ chuyển sang bỏ phiếu cho ông Trump, số khác sẽ không hài lòng với bất kỳ ứng cử viên nào và sẽ không bỏ phiếu. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng lạc quan về viễn cảnh đó. Một số người thậm chí quả quyết tin tức về sự ủng hộ của ông Kennedy dành cho ông Trump sẽ thống trị các mặt báo, góp phần làm lu mờ bất kỳ sự đột phá nào mà bà Harris tạo ra tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, giới phân tích chỉ ra rằng, sự ủng hộ của ông Kennedy cũng tiềm ẩn rủi ro đối với cựu Tổng thống khi phe Dân Chủ đang tìm mọi cách khắc họa ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa với các mối quan hệ kỳ lạ là hiểm họa đối với đất nước. Ông Kennedy, với những quan điểm chống vaccine cực đoan và các thuyết âm mưu gây tranh cãi, có thể đem đến cái cớ mới cho những cuộc công kích như vậy. 540 triệu đô la Mỹ đã được quyên góp trong 5 tuần là một kỷ lục so với bất kỳ ứng cử viên Tổng thống Mỹ nào trước đây, cho thấy sự ủng hộ nhiệt tình đối với bà Harris. Theo đội ngũ của bà Kamala Harris, tính tới hôm 25 tháng 8, chỉ sau 5 tuần kể từ khi nữ phó Tổng thống Mỹ bắt đầu chiến dịch tranh cử, tổng số tiền quyên góp được đã lên tới 540 triệu đô la Mỹ. Số tiền này bao gồm 82 triệu đô la Mỹ thu được trong tuần diễn ra Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, DNC. Bà Jane O'Malley Dillon, chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris, cho biết 540 triệu đô la Mỹ trong tuần là một kỷ lục so với bất kỳ ứng cử viên Tổng thống Mỹ nào trước đây, cho thấy sự ủng hộ nhiệt tình đối với bà Harris. Bà Harris chấp nhận đề cử của Đảng Dân Chủ vào ngày 22 tháng 8 tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ DNC để diễn ra tranh cử vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Bà đã tham gia vào cuộc đua Tổng thống chỉ hơn một tháng sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố dừng tranh cử vào ngày 21 tháng 7. Newsweek đưa tin, trong vài tuần qua, phần lớn các cuộc thăm dò toàn quốc cho thấy cuộc đua cực kỳ căng thẳng giữa bà Harris và ông Trump, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy bà Harris đang dẫn đầu, mặc dù cả hai bên đều bế tắc ở các bang chiến trường. Bang thường mang tính quyết định cho chiến thắng cuối cùng trong cuộc bầu cử Mỹ. Chiến dịch tranh cử của bà Harris dường như đã tiếp thêm sinh lực cho cả những nhà tài trợ lớn và nhỏ. Đây được coi là một sự thay đổi so với giai đoạn bất ổn sau màn tranh luận thất vọng của Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 6 khiến cho các nhà tài trợ ngừng quyên góp. Trong khi đó, đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên đại diện Đảng Cộng Hòa, ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, thông báo có 327 triệu đô la Mỹ tiền mặt vào đầu tháng 8. Với những cử tri độc lập không thiên về đảng nào, bà Harris nhận được sự ủng hộ cao hơn ông Trump với cách biệt 5 điểm phần trăm. Theo những người thực hiện khảo sát, ông Trump nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ những cử tri nam có tính nam truyền thống, trong khi nữ giới và những người đàn ông mang quan điểm khác thì ủng hộ bà Harris. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua đã lên tiếng phản bác những chỉ trích mang tính cá nhân của vợ chồng ông Barack Obama tại Đại hội của Đảng Dân Chủ. Theo tờ The Hill, trong ngày 21 tháng 8, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã tổ chức sự kiện vận động ngoài trời ở bang Bắc Carolina. Tại đây, ông Trump đã phản bác mạnh mẽ những phát biểu gần đây của vợ chồng ông Obama. Ông Trump nói trước đám đông người ủng hộ, "Mọi người có xem ông Obama vào tối qua không? Ông ấy và bà Michelle đã chỉ trích một Tổng thống Mỹ. Họ là những người luôn nói rằng hãy tập trung vào chính sách thay vì công kích cá nhân. Nhưng chính họ lại không làm như vậy. Liệu tôi có cần phải luôn tập trung vào chính sách không?" Ngoài vợ chồng ông Obama, cựu Tổng thống Mỹ đã đưa ra những chỉ trích nhắm vào bà Kamala Harris. Ông Trump mô tả ứng cử viên Đảng Dân Chủ là người cánh tả cấp tiến nhất, cảnh báo rằng hàng triệu việc làm tại Mỹ sẽ biến mất nếu bà Harris thắng cử. Trong sự kiện ở Bắc Carolina, ông Trump cũng lên án chính quyền của Tổng thống Joe Biden về việc rút quân khỏi Afghanistan và tình trạng hỗn loạn ở Ukraine và Trung Đông. Tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ,
ông Barack Obama tuyên bố rằng nước Mỹ không cần thêm một nhiệm kỳ nữa của ông Trump, đồng thời chỉ trích quan điểm của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa về chính sách biên giới. Ông Obama nói, ông Trump là một tỷ phú đang không ngừng than vãn về nhiều vấn đề. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi ông ấy sợ thua bà Harris. Nước Mỹ đã sẵn sàng cho một chương mới, cho một câu chuyện tốt đẹp hơn. Trong khi đó, bà Michelle Obama lại lên án ông Trump về vấn đề phân biệt chủng tộc, cảnh báo rằng cựu Tổng thống sẽ tìm cách bóp méo sự thật về bà Harris. Bà Michelle nhận xét, ông Trump là một người có tầm nhìn hạn hẹp. Ông ta cảm thấy bị đe dọa bởi những người chăm chỉ, thành đạt và tình cờ là người da màu. Thưa quý vị, nỗ lực vận động tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã huy động kỷ lục khoảng 500 triệu đô la kể từ khi bà trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, một con số thể hiện sự nhiệt tình của các nhà tài trợ. Bà Kamala Harris đã được tiếp thêm động lực mạnh mẽ tại Đại hội Đảng Dân Chủ khi các thành viên Dân Chủ lão luyện đăng đàn và dành sự ủng hộ quan trọng cho bà. Cựu Tổng thống Barack Obama và vợ Michelle Obama, những nhân vật quan trọng của Đảng Dân Chủ, đã phát biểu tại Đại hội Đảng Dân Chủ vào tối thứ Ba ngày 20 tháng 8 để ủng hộ bà Kamala Harris, trong khi bà tổ chức meeting để vận động cử tri ở bang Wisconsin gần đó. Bà Michelle Obama nói rằng hy vọng đang trở lại khi bà xác nhận năng lực của Phó Tổng thống Kamala Harris để trở thành Tổng thống. Tiếp sau đó, cựu Tổng thống Barack Obama cho biết ngọn đuốc đã được chuyển giao khi ông đưa ra lập luận ủng hộ bà Kamala Harris và người đồng hành Tim Walz. Ông cũng khuyến khích người dân Mỹ ra ngoài và đi bỏ phiếu vì nước Mỹ không cần thêm 4 năm nữa của sự lố bịch, vụng về và hỗn loạn dưới thời ông Trump. Ông Obama nói rằng bà Kamala Harris và ông Tim Walz hiện thân cho sự trở lại của nước Mỹ, nơi chúng ta làm việc cùng nhau và quan tâm lẫn nhau. Ông nói, nếu mỗi người trong chúng ta thực hiện phần việc của mình trong 77 ngày tới, nếu chúng ta gõ cửa, nếu chúng ta gọi điện, nếu chúng ta nói chuyện với bạn bè, lắng nghe hàng xóm, nếu chúng ta làm việc như chưa bao giờ làm trước đây, nếu chúng ta giữ vững niềm tin của mình, chúng ta sẽ bầu cho bà Kamala Harris làm Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ và ông Tim Walz làm Phó Tổng thống tiếp theo. Tại đại hội, lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng, dưới sự lãnh đạo của bà Harris, nước Mỹ sẽ có một tương lai công bằng hơn, tự do hơn và chỉ trích tầm nhìn của ông Trump về đất nước. Thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont Bernie Sanders lập luận rằng người Mỹ nên bầu bà Harris để tiếp tục thực hiện các chính sách tiến bộ. Một thế hệ mới của Đảng Dân Chủ cũng lên diễn đàn với đại diện là Jack Schlossberg, cháu trai duy nhất của Tổng thống John Frank Kennedy, và Jason Carter, cháu trai của cựu Tổng thống Jimmy Carter. Schlossberg nói rằng bà Harris, giống như ông của ông, đã cống hiến cả đời để phục vụ cho công chúng. Còn Carter nói rằng ông của ông, người đang ở trong viện dưỡng lão, rất nóng lòng để bỏ phiếu cho bà Kamala Harris. Một số đảng viên Cộng hòa dự kiến sẽ phát biểu tại đại hội. Ngày 20 tháng 8, Stephanie Grisham, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời ông Donald Trump nói rằng cựu Tổng thống không có đạo đức hoặc sự đồng cảm. Bà cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Harris vì tôi yêu đất nước của tôi hơn là đảng của tôi. Kai Switzer, một đảng viên Cộng hòa suốt đời, nói rằng ông sẽ bỏ phiếu cho bà Harris vì ông nhận ra ông Trump không quan tâm đến người lao động Mỹ. Một người khác, thị trưởng Cộng hòa của Mesa, bang Arizona, John Gills nói, ông Donald Trump chỉ biết nói mà không hành động. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin quen thuộc với hoạt động gây quỹ cho biết, nguồn tài trợ khổng lồ đã được huy động cho bà Harris chỉ trong 4 tuần kể từ khi bà tham gia cuộc đua vào ngày 21 tháng 7. Bà Harris đã gia nhập cuộc đua khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi vị trí đứng đầu danh sách ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, mở ra dòng tiền dồi dào đã cạn kiệt trong những tuần sau cuộc tranh luận tồi tệ của ông Biden với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Bà Harris đã huy động được 200 triệu đô la ngay trong tuần đầu tiên của chiến dịch, trong khi bà nhanh chóng nhận được sự ủng hộ để trở thành ứng cử viên của đảng. Nhóm của bà Harris đã huy động được 310 triệu đô la Mỹ trong tháng 7, nâng tổng số tiền mà bà và ông Biden trước khi ông rút lui đã huy động lên hơn 1 tỷ đô la, là số tiền vượt qua ngưỡng gây quỹ nhanh nhất trong lịch sử. Chiến dịch của ông Trump cho biết họ đã huy động được 138,7 triệu đô la Mỹ trong tháng 7 và có 327 triệu đô la Mỹ tiền mặt sẵn có. Chiến dịch của cựu Tổng thống đã gây quỹ nhiều hơn ông Biden trong quý thứ hai. Sự nhiệt tình đối với bà Harris với số tiền mặt trong tay vào tháng 7 đạt 377 triệu đô la, tiếp tục tăng vào tháng 8, thể hiện qua các khoản quyên góp từ những người tài trợ nhỏ lẻ khi hàng ngàn người tham gia các buổi meeting của bà Harris ở các bang chiến lược chính trị trên toàn quốc.